Long mến chào cả nhà. Hôm nay Long lại ra vườn thu hoạch ít rau, thăm vườn. Long mời cả nhà cùng đi với Long cho vui nha. Cả nhà xem hôm nay cái vàng đậu Hà Lan của nhà Long nè, nó tốt quá trời luôn, trái thiệt là nhiều luôn đó. Đậu Hà Lan Long trồng từ lúc ở trong Tết luôn nè, tháng 12 đó, cuối tháng 12 đó. Còn những cây đào này Long mới mua thôi mà nó có trái nè, Long vui quá trời luôn đó. Long mua đủ loại hết à, mỗi một loại một cây à, Long trồng thử coi cái giống nào nó ngon, tại Long chưa biết phân biệt cái nào nó ngon như thế nào đây, thành ra Long thấy nó bán Long mua mỗi loại một cây mình trồng thử. Cả nhà xem trái quá trời luôn nè. Mình mua cây này ở Vinaful đó. Cái cây này á nó mắc hơn ở những chỗ khác một chút xíu, nhưng mà về nó có trái liền nè. Thường ở ngoài nó bán một cây chỉ có 800 thôi, mà cây này thì nó bán 1.700, là mắc hơn gấp đôi. Nhưng mà về nó có trái liền nè, thấy vui quá. Nhìn cái vườn của Lon nè, mới làm lại đó, Lon trồng mấy cây đào ở đây, ra ngắm nó thôi cũng thấy nó vui nữa cả nhà. Còn cây đào này là có trái đầu tiên nhất nè, cây đào vàng nữa cả nhà đó, trái nè. Nó đậu ít hơn những cây kia ha, nhưng mà cũng hơn chục trái đó. Lần đầu tiên trồng được mấy cây đào thích chê luôn. Còn đây là xà lách sang chiêu của Lon nè, Lon thu hoạch một ít ở đây luôn. Cả nhà xem những cái lá nó non, nó tươi tốt quá ha. Cái xà lách này á trồng rất là thích luôn, mình cứ tét lá tét bẹ nó ăn hoài hoài. Rồi khi nào mà nó lớn quá thì mình cắt ngang gốc nó, thì nó sẽ lên tược khác nữa hà. Trồng những cây này thích lắm cả nhà ơi. Xà lách sang chiêu nè, cái gốc nó to lắm. Năm nào nhà Lon cũng trồng mấy cây, nhưng năm nay đất rộng á, thành ra Lon trồng được nhiều. Mới mướn được miếng đất thành ra ham lắm, cái gì cũng thích trồng hết đó. Mình không có biết cái thời tiết như thế nào như sao đó, thành ra ham trồng quá. Khi vừa ấm mình trồng xuống những cái loại rau mà không có đúng cái mùa vụ của nó trổ bông hết trơn à, uổng dễ sợ luôn đó. Xà lách này ăn với thịt nướng barbecue thì thôi ngon lắm luôn đó cả nhà. Lon thích xà lách này lắm, nó giòn ngon lắm. Ở ngoài siêu thị nó bán rất là mắc, nó bán lá tính lá thôi đó, mấy lá đang trăm miên khoảng khoảng chừng 20.000 Việt Nam mình đó. Còn ở đây mình trồng được cũng vậy, thích quá. Cái này là ông ươm hạt luôn trồng mới được nhiều vậy đó, chứ nếu như mình mua ở ngoài siêu thị thì một cây nó cũng cỡ khoảng 100 miên, cũng khoảng gần 20.000 một cây đó. Xem còn cái thùng này là cái thùng Lon để bỏ rác để Lon ủ phân hữu cơ. Lon tách những cái lá xấu như vậy nè, những cái lá xấu ở dưới chân đó thì Lon em đi bỏ vào thùng để Lon ủ ủ để làm phân hữu cơ, để mình tưới lại những cái cây khác. Thường á, lon pha loãng lắm. Khi mà được 1 lít nước của phân hữu cơ đó, lon pha tới 20 lít lận. Lon pha nhiều, pha loãng ra vậy đó, lon tưới. Nhà thấy á, nó trắng nõn rồi. Nhìn mát mắt luôn á, nhìn nó ngon quá.
Với lại lúc này là trời còn hơi lạnh lạnh nè, chứ trời ấm một chút xíu nữa là nó hết ngon rồi. Khoảng chừng tháng 5, tháng 6 là bắt đầu xà lách rồi, không có còn ngon nữa. Cái loại này trồng mùa lạnh thì nó rất là ngon luôn. Thấy nó cái loại yếu ớt vậy chứ hả, mùa đông nó vẫn sống đó cả nhà. Mà những cây ổi, cây mận đồ nó to như vậy mà trời lạnh nó không sống được ha. Trời lạnh phải đem cất, đem vào trong nhà thì nó mới chịu nổi. Còn những cây xà lách này, cái loại này vậy mà nó sống được mùa đông, nhìn thấy thương ghê luôn á. Mãnh liệt quá. Ừ, những cái lá cũ lon lon mới vừa tách lá chân nè, lon sẽ để vào cái thùng để lon ủ phân hữu cơ. Tốt lắm luôn đó. Lon ở nhà có cái thùng nhỏ để tưới chung quanh nhà. Cái này là rác hữu cơ nè, cái này là trộn vô mình gắt lên cho nó đừng có cái mùi hôi á, với lại nó mau phân hủy. Lon gắt lên xong rồi nè, để vậy á, cái mùi hôi khi mà mình dỡ cái thùng ra mình bỏ vào tiếp á, nó không có bị hôi. Tại cái rẫy này nó hơi nhiều á, ra lon lấy cái thùng lớn này lon đựng. Ở nhà thì cái thùng nhỏ lon mua ở siêu thị á, thì lon ủ rác, đốt rác ở nhà, rác nhà bếp đó thì lon để vô. Nào là những vỏ táo, những trái cây này cây kia nó hư đó, cái lon bỏ vào thùng lon ủ để lon tưới xung quanh nhà. Lon trồng đám xà lách ở đây nhiều lắm, mua nguyên một cái luống này. Lúc mùa đông á thì những cái loại cải kia không có cái nào nó sống hết, chỉ có xà lách sang chiêu này với lại cải rổ thôi. Trồng được hai loại để ăn mùa đông. À còn tần ô nữa chứ, tần ô với lại cải chân vịt nó cũng sống mùa đông được nữa. Ở bên nhà Long cũng có trồng mấy thùng tần ô với cải chân vịt. Cả nhà xem cái gốc nó to ấy sợ không, nó cao lên tới đó luôn đó, nhìn thấy ngon quá trời luôn nè. Hái như vậy cho ăn đâu có hết, mình chia cho người này người kia, cho gia đình bạn bè, người ít ăn chứ ở nhà mình chừng 3 cây thôi là đủ mà ăn rồi. Mình hái nhiều quá thì ăn đâu có hết, nó không có ngon. Thành ra khi nào mình ăn thì mình ra mình hái, mình vô ăn liền thì nó giòn, nó ngon lắm. Nhìn nha, mê luôn đó. Hái đã cái tay luôn. Cả nhà xem cái gốc đó kìa, gốc nó to ghê không. Mê quá chừng luôn đó. Cái này Lon hái ăn cả khoảng chừng 1 2 đợt nữa là Lon sẽ cắt ngang cái gốc đó, ngang cái gốc nó để cho nó lên lại cái mới. Thường mình cắt cái gốc vậy nó lên thêm mấy cây luôn đó, lên 3 4 cây, 4 5 cây. Nếu như mình để dài ở trên á, nó cũng mọc theo dài như vậy, nó lên 1 cây thiệt là đẹp luôn. Cái này là cải wasabi nè, con trồng nghịch mùa nè, nên mới vừa lên thôi thì nó già, nó xấu, nó bị sâu hết rồi cả nhà. Cả nhà xem nó tiếc chưa, chỉ có cái luống nào mà chưa có bị sâu thì Long sẽ để lại ăn. Cái lá nó bị vàng hết trơn, tiếc dễ sợ. Và nó nhanh lớn lắm nha,
đây thì Long trồng su hào, bắp cải tím. Luống su hào của Long trồng ở đây. Long mới làm những cái ô này để Long trồng thôi. Còn đây là củ cải. Củ cải đỏ nè, củ cải mini đó. À, củ cải này, củ cải tím đen à, củ cải tím đen. Củ cải đỏ mini Long trồng luống bên kia. Mà thấy nó trổ ngồng hết mà cái cây nó còn nhỏ xíu à cả nhà. Có Long nhổ luôn để Long trồng là cái khác. Chứ bây giờ hả mình để nó cũng không lớn lên được đâu. Tại vì nó đã trổ bông rồi thì nó không còn lớn được nữa. Cái loại này cay lắm cả nhà, cay lắm. Ăn sống ngon lắm. Cải này, củ cải này là Long để thấy cái hạt giống nó để là của Ý đó. Bữa kia Long thấy nó sale rẻ nên Long về mua về Long ươm, Long trồng. Đây có được củ này cũng lớn nè. Rút kinh nghiệm cho mùa năm sau mình trồng sẽ tốt hơn nha cả nhà. Còn đây nè, do tiên vua nè. Đây cũng là ông trồng củ cải luôn nè. Đây là ông trồng củ cải đỏ đây. Đó. Đó, củ này thì nó lớn quá nè. Cái này thì nó hơi lớn rồi. Chứ thường cái củ này nó cũng chưa lớn, có phải lớn đâu. Lúc mà mới vừa ấm á, thì Long ươm đủ loại hạt hết trơn á, loại nào Long cũng ươm hết á. Là Long để hả phía sau vườn á, nó bị con này con kia nó lợi nó ăn nó phá của Long hết, không còn gì hết đó. Rồi cái này những cái cây mà sót lại ít ít tới ấm ấm nó lên là Long đem Long trồng những cây này đó. Cây này thì gãi hạt ở đây trực tiếp luôn thì nó lên được một chút nè. Còn ở bên vườn bên kia Long ươm nó ăn hết rồi. Được nhiêu đó cả nhà, củ cải đỏ, củ cải trắng nha, củ cải trắng mình vỏ đỏ. À, ăn ngon thơm lắm cả nhà. Thơm. Củ cải nó lên cao. Nhìn ngon quá ha. Đất mới thành ra cỏ nó lên nhiều lắm. Lon tranh thủ lon nhổ cỏ nó đi. Chứ để nó lên nó sẽ ra bông rồi thì năm sau là nó nhiều nữa. Thành ra Long cứ đi nhổ cỏ suốt để cho đất nó đừng có bị cỏ, nó đừng có lên bông. Nhìn củ cải dễ thương quá ha. Trồng thì vất vả nhưng mà khi nhổ thì vui lắm cả nhà. Cái củ này nó còn nhỏ thôi. Còn xà lách nè, xà lách ăn không kịp quá trời luôn nữa nè. Ăn không kịp nó cũng bị vàng lá dưới chân cũng nhiều nè. Là Long sẽ tách những cái lá này bỏ cái thùng ủ rác phân luôn. Nó tốt ở trên tốt cái sợ không. Cho cái bụi nó trống ở dưới trên tốt. Bông cải này cả nhà. Lon trồng bông cải nè, được mấy bông nè. Nó nghịch mùa. Những cái loại này là lon không có ươm mà lon mua ở siêu thị về lon trồng đó. Vậy đó mà nó cũng bị nó bị lên bông sớm hết à. Không đúng mùa, đúng thời tiết của nó là nó vậy đó cả nhà. Này bông cải cải ba bê gì nè,
Barbie này hả, thích chồng lắm, chồng có ăn suốt luôn. Đúng là những cái loại rau mà mình trồng đúng cái mùa của nó thì nó mới tốt. Những cái bông cải nè, mình cỡ khoảng chừng tháng 2, tháng 3 rồi, trời ơi nó lên tốt lắm. Luống xà lách của Lân nè, đang trồng luống xà lách. Xà lách này là của con trai Lân đó, nó trồng một ô vậy cho con đó. Cái nhà xem có đẹp không? Đây Long cũng trồng sen vô thập cẩm ở đây nè. Còn trồng thập cẩm nè, đủ loại trong đây nè, nào là cà nè, nào là bông cải nè, nào là củ cải đỏ, nào là đậu Hà Lan. Long trồng đủ thứ ở trong đây thập cẩm nè. Còn phía trước á, thì Long trồng mấy bụi bắp cải nè. Rồi Long trồng thêm cải thảo nữa. Đó. Đậu cũng có trái nè, đậu Hà Lan đây cũng được mấy trái nè. Bông cải thì được mấy bông. Nhà Long thì con trai nó thích nhất là bông cải này. Cải rổ đó cả nhà. Lon sẵn thu hoạch ít cải rổ ở đây luôn. Cải rổ ở đây trồng nó lên bông, nó hết mùa thì nó lên bông, lên bông Lon chặt ngang gốc nó lên lại nè, đó vậy đó. Nó lên lại thì mình ra mình bẻ ăn tiếp cả nhà. Ở nhà thấy thương không? Một bụi á, mình bẻ gốc ngang nó lên lại mấy cây như vậy nè. Đó, thấy thương không? Trời ơi, năm nay nhờ mùa đông á, có được mấy cây cải này ăn suốt. Cải rổ nè, xà lách nè. Ở bên kia thì được ít cải ha, cải cúc, rồi cải bố xôi, cải chân vịt đó. Được mấy cây mấy bụi ở bên kia luôn, trồng ở bên nhà đó để mình có ăn đó. Cải rổ Lon ở Việt Nam Lon thích cải rổ này lắm. Như ở Việt Nam mình cái cây to lắm nha, cây thiệt là to, giống như là lúc đầu mùa mình cắt vậy đó. Nhà lúc trước thì hay có mua cải rổ để mà mình xào với tôm á, hoặc là mình xào thịt ba gọi nó cũng ngon nữa, thịt bò cũng ngon nữa. Thích ăn loại này lắm. Cọng thì mình tét nó ra. Cả nhà ơi, hôm nay Loan thu hoạch được bao nhiêu nè cả nhà? Ít củ cải đỏ nè, ở trong thì cái ruột nó trắng như vậy đó. Còn cái này là củ cải tím nè, ở trong nó cũng trắng như vậy nè. Lon bẻ ra cho cả nhà xem thử đó. Đó, hai loại. Thu hoạch được mấy củ. Ít cải rổ, bông cải, cải xà lách sang chiêu. Hôm nay Lon thu hoạch được bao nhiêu đó cả nhà. Lon cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Hôm nay đã thu hoạch cùng với Lon nha. Lon xin chào và hẹn gặp lại video sau ạ. Cả nhà yêu thương, xin đăng ký, bấm like và chia sẻ, ủng hộ giúp Lon nha. Lon cảm ơn cả nhà rất là nhiều.